Như anh Huy biết rằng là trên thế giới là người ta luôn tìm kiếm những cái sự độc đáo. Thực ra ngay từ đầu chúng tôi cũng không xác định cái chuyện là sẽ đưa đoàn phim này hay là hợp tác với ai đâu. Xây dựng Ocelix thì chúng tôi đặt ra một cái yêu cầu. Thứ nhất là chúng tôi phải tạo ra một cái sản phẩm mà không giống ai, cũng là chưa ai làm. Những năm 2011 thì cái loại hình mà khám phá hang động, thậm chí là cho khách cắm trại ngủ trong hang thì đó gần như là đầu tiên trên thế giới, chứ không phải riêng ở Việt Nam. Thậm chí ngay lúc đó chúng tôi làm thì rất nhiều người phản đối rằng là đó không phải là du lịch, mà chúng tôi phải kiên trì để nói rằng là thực sự đây là du lịch. Thì có nghĩa thứ nhất chúng ta phải tạo ra được một sự độc đáo. Nhưng mà đâu có phải trên thế giới này anh đâu dễ anh kiếm ra một cái mà người ta chưa làm bao giờ đâu. Thế thì cái thứ hai là mình cần làm một cái mà nhiều người làm rồi mà chưa ai làm được. Nó sẽ có hai cái điều kiện đó để tạo ra một cái sự độc đáo. Thì chúng tôi may mắn rằng là tìm đến những cái hang, nhất là sau này cái hang Sơn Đòn. Cái hang đấy là lớn nhất thế giới thật, nhưng mà không ai vào thì cũng không ai biết bên trong là gì. Thì cái nguyên tắc đầu tiên chúng tôi làm là phải đưa ra một cái giới hạn không được quá 1.000 khách một năm, tạo cái sự khan hiếm cho nó. Thì khi có những cái đó thì chúng tôi tìm những cái nhiếp ảnh gia có thể mang được những cảnh đẹp ở trong hang đấy ra ngoài thế giới. Thì rất là may mắn tôi chung tìm được cái ông nhiếp ảnh gia là Ryan DeBoot. Ban đầu anh chẳng phải nhiếp ảnh gia đâu, anh chỉ là một cái ông IT chuyên thiết kế web, chỉ có đam mê chụp hình thôi. Chúng tôi thấy anh chụp đẹp thì tôi mới nói là ông có thể đi Sơn Đòn chụp cho tôi cái ảnh này để tôi giới thiệu hay không. Thì đấy là những cái bộ hình đầu tiên mà xuất hiện trên thế giới, thì chúng tôi sử dụng cái đó để đàm phán với các khách hàng truyền thông trên thế giới. Từng bước thì có rất nhiều cái truyền hình này, rồi là như Alan Walker, là gần đây nhất thì chúng ta có cái BBC Planet Earth làm một bộ phim rất hoành tráng. Người ta đã là quay phim suốt 3 tuần ở trong hang để đưa ra những cái thứ phim đẹp nhất.